Quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Lao động và Công đoàn của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn. Nội dung chính trong chuyên mục kỳ này sẽ là các tin tức về hoạt động của các cấp công đoàn trong tỉnh, hướng tới 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2022. Bên cạnh đó là một số hoạt động đáng chú ý khác. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Tại hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2022 của Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 7 tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc được tổ chức tại Bắc Kạn vừa qua, Liên đoàn Lao động các tỉnh trong Cụm thi đua đã trao số tiền 105 triệu đồng cho Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn để hỗ trợ xây dựng nhà ở, mái ấm công đoàn cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn. Với số tiền được trao tặng, Quỹ Mái ấm Công đoàn của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn sẽ có thêm kinh phí để tiếp tục việc rà soát, hỗ trợ những gia đình công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trong tỉnh, có thêm những ngôi nhà kiên cố, tiếp thêm động lực để các gia đình đoàn viên công đoàn vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Đây cũng thể hiện tinh thần gắn kết của các đơn vị trong Cụm thi đua 7 tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc trong việc chung tay chăm lo tới đời sống công nhân viên chức lao động trong cụm, khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn hiện nay. Tiếp nối những kết quả trong tháng công nhân 2022, các cấp công đoàn Bắc Kạn đang tích cực triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2022. Một trong những nội dung đang được công đoàn các cấp chú trọng thực hiện thời điểm này là hỗ trợ làm nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Và đây là buổi lễ bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng mái ấm công đoàn cho gia đình chị Bàn Thị Tuyết, thôn Khuổi Cò, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông. Đoàn viên công đoàn thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Bắc Kạn đang khó khăn về nhà ở do Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn tổ chức vừa qua. 50 triệu đồng được lấy từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 7 tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc trở thành món quà đầy ý nghĩa, góp phần giúp gia đình chị Tuyết có căn nhà kiên cố để ổn định cuộc sống. Em cảm ơn các ban lãnh đạo bên Liên đoàn tỉnh Bắc Kạn này và 7 cụm ở Trung Du và miền núi phía Bắc đã giúp đỡ em có một căn nhà có trú mưa, trú nắng. Cùng với xây dựng mái ấm công đoàn, một số đơn vị cũng xây dựng kế hoạch triển khai thăm hỏi, tặng quà đoàn viên, con em người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần của người lao động như tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao để tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong các cơ quan đơn vị, tổ chức hiến máu tình nguyện. Bên cạnh đó là phát động phong trào thi đua lao động sản xuất tại các đơn vị doanh nghiệp, tiếp tục phát huy những kết quả nổi bật, khí thế thi đua sôi nổi của tháng công nhân. Công đoàn Bắc Kạn xác định một số nhiệm vụ trọng tâm hướng đến ngày thành lập Công đoàn Việt Nam như đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, tích cực hưởng ứng chương trình Một Triệu Sáng Kiến, tuyên truyền vai trò, sứ mệnh của tổ chức công đoàn, tuyên truyền giáo dục các chính sách mới liên quan đến lao động, thăm hỏi, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, năm nay thì Liên đoàn tỉnh cũng đã chỉ đạo và đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tuyên truyền về vị trí, vai trò và những cái đóng góp của đội ngũ của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn trong cái sự nghiệp mà đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong cái công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền các cái chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và đặc biệt là những cái chính sách pháp luật nó có liên quan trực tiếp đến người lao động, để tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao để nâng cao cái đời sống tinh thần, để góp phần để cho tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên công nhân với chủ động để tránh xa những tệ nạn xã hội. 6 tháng đầu năm, đặc biệt là trong tháng công nhân năm 2022, Công đoàn Bắc Kạn đã đạt được những kết quả tích cực, mang dấu ấn sâu đậm phong trào công nhân, lao động. Kết quả khí thế sôi nổi đó là điều kiện quan trọng tạo đà để các đơn vị tiếp tục triển khai các phong trào thi đua hướng đến ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp trong năm tới. Thực hiện công văn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc triển khai tiêm vaccine COVID-19 mũi 3, mũi 4 cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, công đoàn ngành và công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh kịp thời triển khai một số nội dung liên quan tới công tác này.
Trong đó yêu cầu tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động, đề xuất và chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, ngành y tế, ban quản lý các khu công nghiệp, thủ trưởng cơ quan đơn vị, người sử dụng lao động tiếp tục rà soát, thống kê cụ thể đối tượng và triển khai có hiệu quả việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Phối hợp với thủ trưởng cơ quan đơn vị, người sử dụng lao động tuyên truyền, cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức cho đoàn viên người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia tiêm chủng đầy đủ, kịp thời vaccine phòng chống COVID-19. Đề nghị các liên đoàn lao động huyện, thành phố, công đoàn ngành và công đoàn cơ sở trực thuộc liên đoàn lao động tỉnh triển khai thực hiện, đồng thời phản ánh kết quả thực hiện thông qua báo cáo định kỳ gửi về liên đoàn lao động tỉnh. Trên cơ sở xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở trong trường học vững mạnh và thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuối năm học, các công đoàn nhà trường đã tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định việc đánh giá, xếp loại, đảm bảo dân chủ, khách quan. Trường Mầm non Nguyên Phúc là một trong những công đoàn cơ sở tiêu biểu thuộc Liên đoàn Lao động huyện Bạch Thông. Trong năm học qua, công đoàn nhà trường đã tham gia cùng ban giám hiệu trong việc xây dựng, ban hành sửa đổi, bổ sung và thực hiện có hiệu quả nội quy, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ cơ sở, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều hoạt động thi đua, hưởng ứng tích cực hoạt động công đoàn ngành phát động. Bên cạnh đó là thực hiện tốt việc phối hợp giữa công đoàn với chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Ngoài cái việc chấp hành cũng như là thực hiện tốt các cái kế hoạch hoạt động công đoàn đối với lại đơn vị sự nghiệp giáo dục, thì đơn vị của chúng tôi cũng đã đạt được một số những cái hoạt động nổi bật. Như là đối với công đoàn cơ sở thì tôi phối hợp với lại chính quyền cũng như các đồng chí trong ban chấp hành công đoàn trường đã quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các cái chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Và trong đơn vị thì chúng tôi luôn tham mưu tích cực cho ban giám hiệu nhà trường và đặc biệt là hiệu trưởng để giải quyết các cái chế độ chính sách cho giáo viên người lao động. Trong năm học 2021-2022, các cấp công đoàn trong ngành đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp cùng chuyên môn đồng cấp, làm tốt công tác động viên cán bộ viên chức và người lao động tích cực thi đua dạy tốt, học tốt, yên tâm công tác, gắn bó với nghề, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh là những điểm nổi bật trong hoạt động công đoàn của toàn ngành năm học vừa qua. Trên cơ sở đó, Công đoàn ngành giáo dục và đào tạo đã tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở năm học 2021-2022 tại các công đoàn cơ sở trực thuộc. Qua một năm hoạt động, căn cứ tình hình thực tế và kết quả hoạt động của các công đoàn cơ sở khối giáo dục đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Năm học 2021-2022 thì trong cái bối cảnh dịch bệnh COVID cũng tiếp tục ảnh hưởng rất lớn đến cái hoạt động của ngành giáo dục nói chung và công đoàn ngành nói riêng, thì về phía công đoàn ngành chúng tôi tiếp tục tập trung vào một số cái nội dung hoạt động. Trước hết là vẫn tập trung vào cái công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, nhà giáo và người lao động. Cái nội dung thứ hai chúng tôi tập trung vào đó là làm tốt cái công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động trong ngành. Cái nội dung thứ ba, chúng tôi cũng phối hợp với chuyên môn tổ chức phát động các cái phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và lao động, đặc biệt là cái chương trình thực hiện 1 triệu sáng kiến do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động tổ chức. Với lực lượng đoàn viên đông đảo, công đoàn ngành giáo dục Bắc Cạn luôn đi đầu trong các hoạt động thi đua văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động. Việc thực hiện kiểm tra đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở trong trường học cuối năm học là cơ sở để các hoạt động thi đua dạy và học trong các trường học ngày càng hiệu quả. Thưa quý vị, do đặc thù của đội ngũ cán bộ công chức ở xã, tuy số lượng ít nhưng lại thuộc các tổ chức chính trị xã hội khác nhau như Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, các đoàn thể. Do đó, việc thành lập công đoàn cơ sở đã giúp cho đội ngũ này gắn kết, gần gũi với nhau hơn, góp phần tăng cường sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công đoàn cơ sở xã Quang Thuận là công đoàn cấp xã khá tiêu biểu của huyện Bạch Thông với nhiều hoạt động thiết thực gắn trực tiếp với lợi ích của công nhân viên chức, người lao động tại đơn vị. Tuy nhiên, với nguồn kinh phí công đoàn hạn hẹp nên có không ít kế hoạch được công đoàn đề xuất không thể triển khai. Bên cạnh đó, cán bộ làm công tác công đoàn là kiêm nhiệm nên vai trò cũng chưa thật rõ nét.
Ở đây thì trong cái hoạt động nó cũng hơi khó khăn một chút. Với phong công tác chỉ đạo, điều hành thì cả ban chấp hành thì đều là kiêm nhiệm. Cho nên là cái dành nhiều thời gian cho cái công đoàn vẫn còn hạn chế. Thế tuy nhiên thì trong những tháng tới chúng tôi sẽ hết sức cố gắng. Trong hoạt động kinh nghiệm thì hiện nay thì bộ phận ban chấp hành với lại chủ tịch công đoàn thì công việc của chuyên môn thì cũng khối lượng rất là lớn. Hiện 100% xã trong tỉnh đều thành lập công đoàn cơ sở và đi vào hoạt động nhiều năm nay. Tuy nhiên hoạt động công đoàn cơ sở chưa thường xuyên định kỳ. Nguyên nhân là 100% cán bộ công đoàn các xã đều kiêm nhiệm. Cùng với đó do kinh phí cho hoạt động công đoàn hạn chế, công đoàn phí thu được không đáng kể, chủ yếu chỉ giới hạn trong khoản trích từ quỹ lương cán bộ, công chức nên rất khó đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa các hoạt động. Bên cạnh đó, chế độ phụ cấp trách nhiệm còn thấp. Chính vì những khó khăn trên mà việc tổ chức hoạt động công đoàn không rõ nét, mọi hoạt động cơ bản nằm trong sự chỉ đạo chung của Ủy ban Nhân dân xã, chưa được đặt tương đương với các tổ chức chính trị khác theo quy định. Đây là lý do nhiều công đoàn ở chính quyền xã gặp khó khăn trong việc nâng cao chất lượng hoạt động. Ban chấp hành công đoàn cơ sở cấp xã thì hoạt động kiêm nhiệm, bận nhiều công tác chuyên môn, thời gian dành cho hoạt động công đoàn ít. Ban chấp hành công đoàn cơ sở xã thì thường xuyên có sự thay đổi, phải kiện toàn thường xuyên. Hơn nữa thì cái kinh phí để được cấp cho hoạt động công đoàn thì còn ít, cho nên là cũng đã ảnh hưởng đến chất lượng của hoạt động công đoàn. Thì trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện sẽ tập trung chỉ đạo công đoàn cơ sở kịp thời chỉ đạo hướng dẫn tổ chức cho công đoàn cơ sở các về công tác chuyên môn, chỉ đạo của đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở chủ động sắp xếp thời gian công việc, dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động công đoàn. Để nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn xã, cấp ủy, chính quyền cần tạo điều kiện tốt hơn về cơ chế, kinh phí cho các hoạt động công đoàn. Ngoài ra phải có chế độ, chính sách bồi dưỡng, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ công đoàn cấp xã tham gia tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Từ đó sáng tạo ra những hoạt động thiết thực để công nhân viên chức lao động ở xã gắn bó, tin cậy hơn vào tổ chức công đoàn. Tiếp tục chương trình tư vấn pháp luật với đoàn viên công đoàn ngày hôm nay, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn có cuộc trao đổi phỏng vấn với ông Vũ Hồng Khanh, Phó trưởng Ban Công tác Cơ sở, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Cạn về một số điều trong luật lao động năm 2019. Đầu tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia buổi trao đổi phỏng vấn với phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Luật vệ sinh an toàn lao động năm 2015 quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ trong vệ sinh an toàn lao động của người sử dụng lao động? Căn cứ quy định tại điều 7 luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 thì người sử dụng lao động có quyền, thứ nhất là yêu cầu người lao động phải chấp hành các nội quy, quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Thứ hai là khen thưởng người lao động chấp hành tốt kỷ luật những người vi phạm trong việc thực hiện an toàn vệ sinh lao động. Thứ ba là khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật. Thứ tư đó là huy động người lao động tham gia ứng cứu khẩn cấp, khắc phục sự cố tai nạn lao động. Về người sử dụng lao động có cái nghĩa vụ sau: người xây dựng, tổ chức thực hiện và chủ động phối hợp với các cơ quan tổ chức trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc thuộc phạm vi trách nhiệm của mình cho người lao động và những người có liên quan, đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động, để tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các cái quy định, nội quy, quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ lao động đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, thực hiện việc chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, thực hiện đầy đủ các cái chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động, không buộc người lao động tiếp tục làm công việc hoặc trở lại nơi làm việc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng hoặc sức khỏe của người lao động, cử người giám sát kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật, bố trí bộ phận hoặc người làm công tác an toàn vệ sinh lao động phối hợp với ban chấp hành công đoàn cơ sở thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh viên và phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn vệ sinh lao động, thực hiện việc khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động, thống kê báo cáo tình hình thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, chấp hành quyết định của thanh tra chuyên ngành về an toàn vệ sinh lao động và lấy ý kiến của ban chấp hành công đoàn cơ sở khi xây dựng kế hoạch, nội quy, quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này kỳ sau.